Ngồi lặng nhìn kia mây bay cuối trời, đã qua những đắng cay, bỗng nghe bình yên. Bây giờ chúng ta sẽ chia làm ba khu vực. Khu vực thứ nhất và khu vực thứ hai sẽ bịt chặt hai đầu. Khu vực thứ ba, đồng chí Thu Ba và hai đồng chí sẽ vào vai công nhân điện lực để áp sát và khống chế tên Sách. Đồng chí có ý kiến gì không? Tôi có ý kiến. Trong quá trình điều tra thì cho thấy chắc chắn một điều, Sách không bao giờ ra khỏi nhà. Nhưng hắn là một người rất mưu trí và có thân thủ có thể nói là phi phạm. Tôi đề nghị chúng ta sẽ tăng cường thêm mấy trinh sát ở đây để phòng ngừa hắn có thể chạy trốn bằng đường nóc nhà. Ai ăn chè đậu xanh, đậu đỏ, nước cốt dừa không? Ai ăn chè không? Ủa Thu Ba, hôm nay bán sớm vậy em? Dạ. Ủa, anh Ba Lẹ đâu rồi chị? À, hồi hôm mất điện, nóng quá nên ngủ không có được. Nó mới nói đi đâu mua ly cà phê uống, rồi không biết có về hay không mà sáng giờ không có thấy. Mà thôi kệ nó đi mày ơi, đàn ông đi đêm không có bầu đâu mà mày lo. Dạ. Má ơi, có thư nè. Gửi Thu Ba. Thu Ba ơi. Dạ. Của em nè. Cô nói đúng, nó là đứa đã từng ở sát xương xương của tôi. Gặp lại sao, nếu tôi còn sống. Ba Lẹ. Thu Ba đã phạm sai lầm trong khi cầm chân và khai thác Sách. Hắn đã trốn về, có nhiều khả năng Sách sẽ về đây. Như vậy, ta sẽ quăng lưới.